chào tất cả các con. Hôm nay cô sẽ đồng hành cùng với các con đi làm bài tập của bài luyện tập trung trong sách giáo khoa toán 5 trang 61-62 nhé. Chúng ta vào bài đầu tiên, đặt tính rồi tính. Luyện tập trung này chúng ta sẽ luyện tập với phép cộng, phép trừ và phép nhân các số thập phân, đúng không nào? Bài 1. Người ta yêu cầu các con đặt tính rồi tính. Ý A, 375,86 cộng với 29,05. Cô sẽ đặt tính này. 375,86 29,05. Các con chú ý là khi đặt tính phải đặt thẳng hàng thẳng cột đối với phép cộng và phép trừ nhé. Đặc biệt là cái dấu phẩy ấy, các con phải đặt thật thẳng vào cho cô để tránh chúng ta bị cộng trừ sai. Nào, phép cộng này, 6 cộng 5 được 11, cô viết 1, nhớ 1. 8 cộng 0 là 8, nhớ 1 thì thành 9, viết 9. 5 cộng 9 là 14, viết 4, nhớ 1. 7 cộng 2 là 9, nhớ 1 thì thành 10, viết 0, nhớ 1. 3 không cộng với gì là 3, nhưng nhớ 1 ở đây thì phải thành 4, đúng không nào? Và bây giờ ta đi tìm vị trí dấu phẩy nhé. Dấu phẩy của cô gióng thẳng xuống. Đây là vị trí của dấu phẩy. Thế kết quả phép cộng này sẽ chính bằng 404,91. Được chưa nào? Ý A bài số 1. Câu B này. Câu B là một phép toán trừ, phải chưa? 80,475 trừ đi 26,827. Cô đặt cột tính 80,475 26,827 trừ này. Phép trừ thì nhớ là đặt số bị trừ ở bên trên, số trừ ở bên dưới nhá. Ta trừ lần lượt như trừ số tự nhiên thôi. Lấy 5 trừ đi 7. 5 không trừ được 7, lấy 15 trừ 7 thì được 8, viết 8, nhớ 1. 2 nhớ 1 thành 3. 7 trừ 3 là còn 4. 4 trừ đi 8. 4 không trừ được 8, lấy 14 trừ 8 thì được 6, viết 6, nhớ 1 sang đây. 6 nhớ 1 thì thành 7. 0 không trừ được 7, lấy 10 trừ đi 7 được 3, viết 3, nhớ 1. 2 nhớ 1 thì thành 3, 8 trừ 3 còn 5. Được chưa? Vậy là cô đã trừ xong. Trừ như trừ số tự nhiên. Dấu phẩy của cô kéo thẳng xuống nhé. Gióng thẳng hàng xuống. Thế là ta được kết quả bằng 53,648. Câu B, phép trừ hai số thập phân. Câu C nào. 48,16 các con nhân với số 3,4. Cô đặt cột tính này. 48,16 3,4 nhân với nhau. Ta nhân như nhân số tự nhiên, đúng không nào? 4 x 6 24, viết 4, nhớ 2. 4 x 1 là 4, nhớ 2 thì thành 6. 48 32, viết 2, nhớ 3. 44, 16, nhớ 3 thì thành 19. Đúng chưa? Tiếp tục phép 3, lấy số 3 nhân lên này. 3 x 6 bằng 18, đúng không? Viết 8, nhớ 1. 3 x 1 là 3, nhớ 1 thì thành 4. 3 x 8, 24, viết 4, nhớ 2. Đừng bạn nào viết 2 nhớ 4 nghe chưa? Viết 4 nhớ 2. 3 x 4 là 12, nhớ 2 thành 14. Bây giờ cô đi cộng hai kết quả này vào. Số 4 hạ xuống. 6 cộng 8 là 14, viết 4 nhớ 1. 2 cộng 4 là 6, nhớ 1 thì thành 7. 9 cộng 4 bằng 13, viết 3, nhớ 1. 1 cộng 4 là
5 nhớ 1 thì thành 6, đúng không? Số 1 không cộng với gì cô? Hạ xuống. Bây giờ cô đi tìm vị trí dấu phẩy. Ở đây có hai chữ số đằng sau dấu phẩy. Số thập phân thứ hai này có một chữ số đằng sau dấu phẩy. Tổng cộng lại là cô có 3 chữ số đằng sau dấu phẩy. Thế thì ở tích sẽ có 3 chữ số đằng sau dấu phẩy nhá. 1, 2, 3. Dấu phẩy của cô tại vị trí này. Được chưa? Kết quả phép nhân này sẽ bằng 163,744. Bài 1, bài ý A, B, C. Cộng, trừ và nhân. Các phép toán mà các con đã được học. Bài 2. Bài 2 yêu cầu các con ý A là tính nhẩm. Tính nhẩm ý A nào. 78,29 nhân với 10 thì bằng bao nhiêu? Mà 78,29 nhân với 0,1 thì bằng bao nhiêu? Nào, 78,9 nhân với 10 nhân một số thập phân với 10, các con sẽ chuyển dấu phẩy ở số thập phân này, chuyển sang bên tay phải, đúng không? Chuyển sang bên phải một chữ số, đang là 78,29 thì bây giờ sẽ thành 782. Cô xin lỗi. 782,9. Đúng chưa nào? Dấu phẩy dịch chuyển đi một chữ số về bên phải nhá. Bây giờ số này nhân với 0,1. Nhân với 0,1 thì ta lại dịch chuyển về bên trái, đúng không nào? Cô sẽ có số phẩy đang ở sau số 8 thì bây giờ về bên trái nó sẽ thành sau số 7. 7,829. Được chưa? Cô nhẩm được rồi. Dùng quy tắc nhân một số thập phân với 10 và nhân một số thập phân với 0,1, cô sẽ tính được dễ dàng ý A. Ý B nào. Cô có gì? 265,307 mà nhân với 100 và 265,307 nhân với 0,01. Ta sẽ tính nhẩm phép tính này nhé. Nhân một số thập phân với 100 thì ta dịch chuyển dấu phẩy của số đấy sang bên phải hai chữ số, đúng không nào? Đang ở đây chuyển sang bên phải hai chữ số là ở thành sau số 0 nhé. Cô sẽ viết số thập phân này có dấu phẩy ở sau số 0. Được chưa? Lại nhân số thập phân 265,307 với 0,01 thì cô sẽ dịch chuyển dấu phẩy sang bên trái, đúng không nào? Nhân với 0,01 là chuyển sang bên trái. Mấy chữ số nhỉ? Hai chữ số, đúng không các con? Dịch chuyển sang bên trái. Dấu phẩy đang ở sau số 5 thì bây giờ sẽ thành dấu phẩy ở sau số 2. 2 phẩy luôn này. 65,307 nhá. Đây là câu B. Cô nhân nhẩm một số thập phân với 100, một số thập phân với 0,1. Một cái chuyển dấu phẩy sang bên phải, một cái chuyển dấu phẩy sang bên trái nhá. Câu C. 0,68 nhân với 10 và 0,68 nhân 0,1 thì bằng bao nhiêu? Nào, ta thấy này, nhân một số thập phân với 10 thì ta sẽ dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải một chữ số. 0,68, dấu phẩy đang ở đây, chuyển sang bên phải một chữ số thì dấu phẩy thành ở đây, đúng không nào? Cô sẽ có số 0,6,8. Số 0,6,8 thì chính là số 6,8. Phải chưa các con? Vậy kết quả phép nhân này bằng 6,8 nhé. Dùng quy tắc nhân một số thập phân với 10 thôi. Tiếp tục, nhân số thập phân 0,68 với 0,1 thì cô phải chuyển dấu phẩy của cô sang bên nào? Sang bên tay trái một chữ số, đúng không? Dấu phẩy bây giờ sẽ phải thành trước số 0. Nào, phẩy 0,6,8. Đằng trước nó không có dấu gì thì cô sẽ viết là không nhá. Không có số nào cô biết là không, bằng 0,0
68. Được chưa? Đây là nhân với 0,1, đây là nhân với 10 nhé. Cô viết rõ ra cho các bạn nhìn. Ý C bài số 2. Vậy là cô đã làm xong 3 ý A, B, C bài 2 rồi đấy. Các con theo dõi. Chỉ dùng quy tắc nhân một số thập phân với 10 với 100 và quy tắc nhân một số thập phân với 0,1 với 0,001 thuộc trong lòng quy tắc đấy là các con sẽ nhân rất là dễ dàng. Bây giờ ta chuyển sang bài tiếp theo, bài số 3 của cô. Nào, đây là một bài toán có lời văn đúng không nào? Đề bài họ cho này, mua 5kg đường phải trả 38.500 đồng. Hỏi mua 3,5kg đường cùng loại phải trả ít hơn bao nhiêu tiền? Bài số 3, cô sẽ tóm tắt nhé. Mua 5kg đường thì phải trả 38.500 đồng. Vậy thì mua 3,5kg phải trả ít hơn bao nhiêu tiền nhá. Và tiền của Việt Nam có đơn vị là đồng, nên cô viết là bao nhiêu đồng. Được chưa nào? Bây giờ nhìn vào cái tóm tắt này thì các con có nhìn ra cách giải không? Muốn biết được ít hơn bao nhiêu tiền thì phải biết là mua 3,5kg sẽ phải trả bao nhiêu tiền đã, đúng không nào? Họ cho 5kg thì hết bằng này tiền. Ta sẽ phải đi tính xem 1kg thì hết bao nhiêu tiền, đúng không? Sau đó đi tính ra là 3,5kg đường mua hết bao nhiêu tiền. Rồi ta đi lấy so sánh nhá, giữa 5kg đường và 3,5kg đường. Thế thì bài toán có lời văn này của cô cần 3 lời giải. Bài giải đầu tiên cô sẽ phải quy về đơn vị, đấy là cô tính xem mua 1kg đường hết bao nhiêu tiền. Mua 1kg đường hết số tiền là, cô sẽ lấy 38.500 đồng này chia đều cho 5kg đường là cô biết kết quả 1kg đường thì hết bao tiền, đúng không nào các con? 38.500 đồng chia cho 5 này. 3 không chia được 5, lấy 38 chia 5. 38 chia 5 được 7. 7 x 5 35. 38 trừ 35 còn dư 3, đúng không? Hạ 500 này xuống. 3 lại không chia được 5, lấy 35 chia 5. 35 chia 5 được 7. 7 5 35. Trừ đi còn hết, đúng không? Hạ 2 số 0 này xuống chia tiếp. 0 chia cho 5 được 0. 0 chia cho 5 được 0 tiếp. Vậy thì kết quả phép chia này sẽ bằng 7.700 đồng. Nhá. 7.700 đồng là giá tiền mua một cân đường. Bây giờ ta sẽ tính xem là mua 3,5kg đường sẽ hết bao nhiêu tiền. Mua 3,5kg đường hết số tiền là, cô sẽ lấy số tiền 1kg là 7.700 đồng, cô nhân với số cân là 3,5 bằng bao nhiêu nhá? 7.700 đồng nhân 3,5 này. 5 x 0 là 0, nhân 0 là 0. 5 x 7 là 35, viết 5 nhớ 3. 5 x 7 35, nhớ 3 thành 38. Tiếp tục 3 x 0 là 0, 3 x 0 bằng 0. 3 x 7 21, viết 1 cô nhớ 2. 3 7 21 nhớ 2 thành 23. Đúng chưa? Cô cộng lại này, 0
0, 5, 9, 5, 2. Sau khi cộng lại xong, cô sẽ đi tìm vị trí dấu phẩy nhé. Đây là phép nhân một số tự nhiên với một số thập phân. Số thập phân của cô có một chữ số đằng sau dấu phẩy. Thế thì tích của cô cũng phải có một chữ số đằng sau dấu phẩy. Đây, dấu phẩy ở đây. Nó sẽ bằng 25.950,0 và chính xác là bằng 25.950 thôi nhá. Cái phẩy không ta được quyền bỏ đi. 25.950 đơn vị là đồng. Bây giờ ta đã có biết là 5kg đường mua hết 38.500 đồng, 3,5kg đường mua hết 25.950 đồng. Thế thì các con sẽ tính được xem là mua 3,5kg đường phải trả ít hơn bao nhiêu tiền, đúng không nào? Lời giải thứ 3, mua 3,5kg đường phải trả ít hơn 5kg là 38.500 đồng. Cô trừ đi số tiền mua 3,5kg là 25.950 đồng nhá. Cô đặt cột tính trừ hai số tự nhiên thôi. 38.500 đồng, 25.900 đồng, trừ này. Nhớ đặt thẳng hàng thẳng cột nghe chưa các con? Không trừ không được không? Không trừ không được không? 5 không trừ được 9, cô đếm 10, 5 trừ đi 9 thì được 6, viết 6 nhớ 1. 5 nhớ 1 thành 6. 8 trừ đi 6 còn 2. 3 trừ đi 2 còn 1. Thế thì kết quả sẽ bằng 12.600 đơn vị là đồng. Đáp số là bằng 12.600 đồng. Đây là bài số 3, 3 lời giải. Các con hiểu bài chưa nào? Ta sẽ chuyển sang bài tiếp theo nhé. Bài số 4. Bài 4, câu A. Người ta yêu cầu các con tính rồi so sánh giá trị của A cộng B đóng mở ngoặc nhân C và A nhân C cộng B nhân C. Đúng không nào? Có một bảng các giá trị A, B, C. Bây giờ cô sẽ đi tính ra ngoài nhé. Sau đó là cô điền các giá trị vào đây nhé. Sau đó ta sẽ so sánh. Bài 4. A này. Với hàng đầu tiên giá trị ABC này thì A cộng B rồi nhân C thì nó sẽ bằng gì? 2,4 là A này, cộng B là 3,8, đúng không? Nhân C là nhân với 1,2, xem bằng bao nhiêu nhá. Cô sẽ phải đi tính giá trị cho thức này. Ta sẽ làm trong hoặc trước, ngoài hoặc sau, đúng không nào? Những phép tính mà có dấu ngoặc ta phải làm trong hoặc trước. 2,4 cộng 3,8 đặt cột tính, sau đó ta tính 4 cộng 8 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 2 cộng 3 là 5, nhớ 1 thì thành 6. Và ta đi tìm vị trí dấu phẩy, được chưa? Kết quả phép tính này bằng 6,2. Nhân tiếp với 1,2. Cô có này, 6,2 nhân 1,2 nhân hai số thập phân. 2 nhân 2 được 4. 2 nhân 6 12. 1 nhân 2 được 2. 1 nhân 6 được 6. Cô cộng lại này, số 4 thì hạ xuống, đúng không? 2 cộng 2 là 4, 1 cộng 6 là 7, cô viết 7. Ta đi tìm vị trí dấu phẩy. Ở số thập phân thứ nhất, cô có một chữ số đằng sau dấu phẩy. Số thập phân thứ hai, cô có một chữ số
đằng sau dấu phẩy. Thế hai số thập phân là cô có hai chữ số đằng sau dấu phẩy, đúng không nào? Dấu phẩy của cô 1, 2, dấu phẩy ở đây bằng 7,44. Vậy là A cộng B nhân C ở hàng đầu tiên bằng 7,44. Được chưa nào? Tiếp tục cô đi tính A nhân C cộng B nhân C. A là 2,4 này, nhân C là nhân 1,2, đúng chưa? Cộng B nhân C, B là 3,8 nhân 1,2 thì bằng bao nhiêu? Làm phép gì trước nhỉ? Có nhân cộng trừ nhân chia thì ta làm nhân chia trước cộng trừ sau, đúng không? Nhân này 2,4 với 1,2, cô nhân với nhau. 2 nhân 4 bằng 8, viết 8. 2 nhân 2 là 4, đúng không? 1 nhân 4 là 4, 1 nhân 2 là 2. Số 8 cô hạ xuống, 4 cộng 4 bằng 8, 2 cô hạ xuống, được chưa? Bây giờ cô đi tìm vị trí dấu phẩy nhé. Nào, ở đây có một chữ số đằng sau dấu phẩy. Số phân thứ hai có một chữ số đằng sau dấu phẩy. Tổng cộng lại là có hai chữ số đằng sau dấu phẩy. 1, 2, dấu phẩy của cô tại vị trí này 2,88. Cộng với này, ta đi thực hiện phép nhân thứ hai, đúng không? Làm nhân trước rồi mới làm cộng nhé. Nhân chia trước cộng trừ sau. 3,8 nhân 1,2. Cô thực hiện phép nhân này. 2 nhân 8 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 2 nhân 3 là 6 nhớ 1 thì thành 7. Đúng chưa? Tiếp tục, 1 nhân 8 là bằng 8. 1 nhân 3 bằng 3. Cộng lại, số 6 có hạ xuống. 7 cộng 8 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 3 không cộng với gì vẫn là 3, nhớ 1 thì thành 4. Được chưa? Dấu phẩy ở vị trí nào nhỉ? À, nhìn nhanh nhá. Ở đây có một chữ số đằng sau dấu phẩy. Một chữ số đằng sau dấu phẩy nữa. Tổng lại là hai chữ số đằng sau dấu phẩy. Dấu phẩy ở đây 4,56. Cô cộng hai giá trị này với nhau. 2,88 4,56. Khi thực hiện phép cộng, các con chú ý đặt thẳng hàng thẳng cột nhé. Phép nhân thì cô không cần thẳng hàng thẳng cột khi đặt, đúng không? Nhưng phép cộng thì có. Phép nhân là không bắt buộc, vẫn nên đặt nhưng không bắt buộc. Còn phép cộng là phải đặt như thế. Nào, 8 cộng với 6 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 8 cộng 5 bằng 13 nhớ 1 thành 14, viết 4 nhớ 1. 2 cộng 4 là 6 nhớ 1 thì thành 7, đúng không? Giống dấu phẩy xuống, dấu phẩy ở vị trí này bằng 7,44. Cô điền vào đây, kết quả bằng 7,44. À, ta thấy hai bên này giá trị nó đang bằng nhau đây này, đúng không? Có khi nào là A cộng B nhân C lại bằng với A nhân C cộng B nhân C không? Phải không nhỉ? Bây giờ cô tính tiếp nha. Hàng thứ hai với các giá trị A, B, C khác này. Với các giá trị A, B, C khác thì A cộng B nhân C bây giờ là gì nhỉ? Là A là 6,5 cộng B là 2,7 nhân C là nhân 0,8 thì bằng bao nhiêu? Được chưa? Cô sẽ làm phép tính này nhá. 6,5 cộng 2,7 trước. Vì sao? Ta phải làm phép trong hoặc trước, đúng không? Bất kể nó là phép gì cứ làm trong hoặc trước đã. 5 cộng 7 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 6 cộng 2 bằng 8 nhớ 1 thì thành 9. Dấu phẩy gióng thẳng xuống. Kết quả phép cộng này bằng 9,2.
Cô nhân tiếp với 0,8 này. 9,2. 0,8 nhân với nhau. 8 nhân 2 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 8 nhân 9 72 đúng không? Nhớ 1 thành 73. 0 nhân 2 là 0, 0 nhân 9 là 0. Đúng ra là không cần viết cũng được nhá. Cô hạ xuống 6 3 7. Dấu phẩy này, một chữ số đằng sau dấu phẩy, một chữ số đằng sau dấu phẩy, tổng lại là 2 nhá. Dấu phẩy ở đây 7,36 là kết quả của phép nhân này. 7,36. Cô điền kết quả vào đây. 7,36. Tiếp tục đến A nhân C cộng với B nhân C này. A là gì? 6,5 đúng không? Nhân C là nhân 0,8. Cộng B nhân C là 2,7 nhân 0,8. Xem là bằng bao nhiêu nhá. 6,5 nhân 0,8. Giống như ở bên trên các con phải đi làm phép nhân trước. Đấy, giống phép bên này này. Làm các phép nhân trước đúng không? Xong xuôi ta mới được làm đến phép cộng trừ. 8 nhân 5 40, viết 0 nhớ 4. 8 nhân 6 bằng 48, nhớ 4 thì thành 52 đúng không? 0 nhân 5 bằng 0, nhân 6 bằng 0. Cô hạ xuống. Nào, một chữ số, hai chữ số, vậy thì tổng cộng, cô xin lỗi, một chữ số với một chữ số là hai chữ số đằng sau dấu phẩy đúng không? Dấu phẩy ở đây 5,20 thì cô viết thành 5,2 nhé. Cô cộng tiếp này, 2,7 nhân 0,8. Bảy nhân tám bằng 56, viết 6 nhớ 5. 2 nhân 8 bằng 16, nhớ 5 thành 21 đúng không? Số 0 thì đây. Cô cứ nhân cho các con nhìn cho rõ nhé. Thấy chưa? Ta đi tìm vị trí dấu phẩy này. Một chữ số đằng sau dấu phẩy, một chữ số đằng sau dấu phẩy, tổng cộng lại là có hai chữ số đằng sau dấu phẩy, hay là hai chữ số ở phần thập phân đấy nhá. Vậy thì tích của cô có dấu phẩy ở vị trí này, 2,16. Sau khi làm xong các phép nhân thì bây giờ ta mới đi tính đến phép cộng đúng không nào? 5,2 cộng 2,16. Thẳng hàng thẳng cột, đặt tính nhé. Không có số nào cộng 6, ta hạ dấu xuống. 2 cộng 1 là 3, 5 cộng 2 là 7, đúng không? Dấu phẩy tại vị trí này, 7,36. Cô điền vào bảng này, bằng 7,36. À, đến đây các em thấy gì? A cộng B nhân C với A nhân C cộng B nhân C là bằng nhau, đúng không nào? 7,44 bằng 7,44, 7,36 bằng 7,36. Chết, cô đè vào nó bị nhòe đi nhá. Thế thì cô sẽ rút ra một cái nhận xét. Đấy là A cộng B nhân C chính bằng A nhân C cộng B nhân C. Đây chính là tính chất phân phối giữa phép cộng và phép nhân của các số thập phân nhé. Ý A rút ra cái nhận xét này là cái quan trọng nhất. Câu B nào. Câu B người ta yêu cầu các con gì? Tính bằng cách thuận tiện nhất. A tính bằng cách thuận tiện nhất là tính nhanh đấy đúng không? Cô ghi lại đề bài nhé. 9,3 nhân với 6,7
cộng với 9,3 nhân với 3,3 bằng cái gì? Nào, ở phép toán này cô thấy này, có 9,3 nhân với một số. Bên này cũng có 9,3 nhân với một số thì có giống đây không? Có C nhân với một số cộng với C nhân một số. Ta sẽ đặt C ra ngoài, bên trong là phép cộng đúng không? Bên trong là phép cộng này. 6,7 đây cộng với 3,3. Rồi cô nhân với số C chính là số 9,3, ở hai bên đều có. Được chưa? Chính là A nhân C cộng với B nhân C thì bằng A cộng B rồi nhân với C nhé. Ta đi làm phép toán ở trong ngoặc trước này. 6,7 cộng với 3,3. 7 cộng 3 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 6 cộng 3 là 9, nhớ 1 thành 10. Dấu phẩy ở vị trí này. 10,0 thì cô viết luôn vào bài là bằng 10. Nhân tiếp với 9,3. Nhẩm nhanh bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 93. Đúng không nào? Vì sao? Vì một số thập phân nhân với 10 thì dấu phẩy của các con sẽ phải chuyển sang bên phải một chữ số. 9,3 này, dấu phẩy ở đây chuyển sang bên phải một chữ số, tức là chuyển thành đằng sau chữ số 3, đúng không? Dấu phẩy ở đằng sau chữ số 3 thì là 93 phẩy. Phần thập phân không có gì thì cũng bỏ dấu phẩy đi luôn, viết là 93 nhá. Làm đến hôm nay rồi thì phải tính thật nhanh phép 10 nhân một số thập phân nhá. Ý B, 7,8 nhân với 0,35 cộng 0,35 nhân với 2,2. À, dựa vào ý A đến ý B này các bạn có nhanh chóng làm được không nào? Ta thấy gì? Cả hai phép nhân này đều có thừa số 0,35 đúng không? Nên cô sẽ đặt này 7,8 cộng 2,2 vào trong ngoặc nhân chung với 0,35 ở ngoài nhá. Bằng, cô làm phép tính trong dấu ngoặc trước, 7,8 2,2 cộng với nhau. 8 cộng 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 7 cộng 2 là 9, nhớ 1 là 10. Dấu phẩy tại vị trí này nhá. Nó bằng 10,0, hay viết gọn hơn là bằng 10 nhân với 0,35, cô ghi lại. Và kết quả phép tính bây giờ chính bằng 3,5. Nhân một số thập phân với 10, ta dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải thì dấu phẩy bây giờ sẽ thành đằng sau chữ số 3, đúng không nào? Đây, dấu phẩy ở đằng sau chữ số 3 nhé, 3,5. Đây là toàn bộ bài 4 ý A và ý B, các con theo dõi. Vậy là cô đã đồng hành cùng với các con làm hết các bài ở trong bài luyện tập trung trong sách giáo khoa trang 61, 62. Các con theo dõi, bài luyện tập trung này điều quan trọng nhất đấy là cô muốn các con nhớ được cái nhận xét này này. A cộng B đóng mở ngoặc nhân với C sẽ bằng A nhân C cộng với B nhân C nhé. Ta áp dụng để làm rất nhiều bài tập sau này. Các con nhớ đặc biệt chú ý cái nhận xét này nhé. Chào các con, hẹn gặp lại các con vào những bài giải tiếp theo của cô.